muốn tìm đến hạnh phúc, Kỳ Duyên xin khuyên với các bạn là đừng bao giờ so sánh. Mỗi người cho chúng ta đều có một cái ý nghĩa tại sao chúng ta sống ở trên đời này, và mình đừng có so sánh mình với người khác, vì mỗi người đều có một cái sứ mạng riêng. Ai cho trong chúng ta, đàn ông hay đàn bà, đều muốn có cái sự thay đổi tốt hơn cho cuộc sống mình. Mình không phải cần làm những cái gì quá lớn, nhưng mà mình cứ làm được một cái thay đổi nhỏ và mình nghĩ cái đó nó tốt cho mình thì cái đó cũng là đủ làm cho mình happy rồi. Mình hãy nghĩ tới những cái gì mình có thay vì những cái gì mình không có. Những cái điều rất giản dị, chỉ cần mình suy nghĩ về những cái điều mình vui thì trong người mình tự động tất cả những cái hormone, nó gọi là hormone hạnh phúc đó, nó sẽ đưa vào người mình. Và cái đó là làm gì? Nó sẽ làm cho cái